siêu máy tính dự đoán kết quả trận Ghana và Uruguay. Uruguay có thể giành được vé vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022 nếu thắng Ghana trong trận đấu cuối cùng tại bảng H, nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Được kỳ vọng sẽ là đối thủ khó chịu ở bảng H, nhưng những gì Uruguay đã thể hiện là rất đáng thất vọng. Họ hòa 0-0 một cách bế tắc với Hàn Quốc, sau đó để thua tâm phục khẩu phục trước Bồ Đào Nha. Không những vậy, lối đá của Uruguay là rất đơn điệu và bế tắc, dù trong đội hình đội bóng này không thiếu các ngôi sao tấn công hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu. Uruguay đang có kỳ World Cup khá tệ khi chưa ghi được bàn nào. Và sự giàn nua của cặp Cavani, Suarez như kéo cả đội xuống cùng mặc dù họ có lựa chọn tốt ở các vị trí khác. Uruguay chưa bị loại, nhưng cửa đi tiếp đã bị thấp đi đáng kể. Họ buộc phải thắng Ghana ở trận đấu này, thậm chí phải thắng với tỷ số đậm nếu Hàn Quốc cũng đánh bại Bồ Đào Nha. Nhưng ngay cả điều kiện cần là đánh bại Ghana cũng chưa chắc đã là công việc dễ dàng cho Uruguay. Bên kia chiến tuyến, Ghana không có nhiều ngôi sao như Uruguay, nhưng rõ ràng Thomas Partey và đồng đội thực sự là một tập thể đúng nghĩa. Với lối chơi kết dính, đại diện của châu Phi đã gây ra không ít khó khăn cho Bồ Đào Nha trước khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Với khí thế đang lên cao sau trận thắng và từ lúc bốc thăm họ đã nung nấu báo thù Uruguay. Sau sự cố Suarez chơi bóng bằng tay ngăn cản bàn thắng ở tứ kết World Cup 2010. Đó là lần Ghana vào sâu nhất ở một kỳ World Cup. Họ đứng trước cơ hội lấy về bán kết, nhưng Luis Suarez ngăn cản điều đó với pha dùng tay cản bóng như một thủ môn khi hiệp phụ bước vào thời gian bù giờ. Luis Suarez bị đuổi với thẻ đỏ trực tiếp. Ghana hỏng quả phạt đền quyết định có thể ấn định kết quả 2-1 trước khi thua trên loạt đá luân lưu. Các ngôi sao đen đang có đầy đủ lực lượng, lối chơi rõ ràng và phong độ tốt hơn. Trận đấu đêm nay là cơ hội để họ trả mối nợ thủ World Cup 2010. Trận đấu này được dự báo hết sức cân bằng và khó đoán. Chiến thắng sẽ chỉ thuộc vào đội bóng nào tận dụng tốt các cơ hội của mình có được đồng thời có được sự ủng hộ của thần may mắn. Mới đây, siêu máy tính của Sportsmo đã đưa dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất là Uruguay thắng với xác suất 48,76% so với 25,12% của Ghana. Kết quả hòa có xác suất là 26,1%. Tỷ số có khả năng nhất trong trường hợp Uruguay thắng là 0-1 với xác suất là 12,49%. Các kịch bản, tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo lần lượt là 0-2, 9,3% và 1-2, 9,2%. Tỷ số hòa dễ xảy ra nhất là 1-1, 12,35%. Trong khi đó, kịch bản Ghana thắng 0-1 chỉ là 5,83%. Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn trận này ước tính lên tới 48,64%. Đội hình dự kiến: Uruguay, Hochet, Kaiser, Oliveira, Godin, Jimenez, Valverde, Benchanker, Cavani, Vecino, Lunet, Suarez, Ghana, Atigigi, Lanti, Amati, Pati, Viku, Baba, Abdul Samdi, Kudus, Sulemana, Eizu, William, Quốc Tiệp, T, H.